Theo các chuyên gia kinh tế, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực thì mức độ cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ở cả ba cấp độ, sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Đây được xem là một trong những hiệp định thương mại tự do chất lượng cao, toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay. Tham gia hiệp định sẽ mang đến nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức đối với nước ta. Do đó, để tận dụng cơ hội từ CPTPP mang lại, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế là vấn đề cần phải được thực hiện nhanh chóng. Với hiệp định CPTPP, ngành da giày có cơ hội để tăng trưởng xuất khẩu, bởi trong số 11 nước tham gia vào CPTPP thì có đến 10 nước là thị trường xuất khẩu tiềm năng. Vì vậy, đây là cơ hội rất lớn cho lĩnh vực da giày phát triển. Các dòng thuế, đặc biệt là đối với sản phẩm da giày, túi xách đều về 0%, đây là cơ hội lớn để gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, không như ngành da giày, nhiều ngành khác, trong đó có ngành nông nghiệp cũng đang vấp phải nhiều khó khăn do chưa có những chủ động thay đổi của các doanh nghiệp. Khi hội nhập, tham gia vào CPTPP, thị trường rất mở song là thách thức lớn. Do đó muốn phát triển thì doanh nghiệp bắt buộc phải có định hướng nhất định. Vì vậy, nên có cẩm nang cho doanh nghiệp bởi hiện tại doanh nghiệp vẫn chưa hiểu biết nhiều về CPTPP. Có những hướng dẫn sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin nhằm xây dựng chiến lược của mình một cách sát nhất với thực tiễn. Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đã có các bộ luật khá tốt như luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật đầu tư công. Điều này cho thấy đất nước đã có sự chuẩn bị về mặt thể chế, cải thiện môi trường đầu tư để khai thác tốt nhất lợi thế so sánh.